Xin chào tất cả các con, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số các địa danh khác ở trong thị trấn nhỏ của mình nhé. Ở đây mình có sở cảnh sát trong tiếng Anh là gì nhỉ? Sở cảnh sát trong tiếng Anh được đọc là police station. Đây là ghép của hai từ khác nhau nhé. Police station. Tiếp đến mình có rạp chiếu phim đúng không? Trong tiếng Anh sẽ là cinema. Nó có ba âm nhé. Cinema. Trong tiếng Anh cinema chính là rạp chiếu phim đấy. Tiếp đến mình có các những người bạn đúng không? Từ này sẽ đọc hơi khó một chút, nó có một F ở đầu nhé. Mình có âm friends. Một người bạn sẽ là friend, nhiều người bạn sẽ là friends. Mình hôm nay sẽ học thêm một cấu trúc, đấy là mình muốn đi đâu đó với ai. I want to go to the with my. Tôi muốn đi đâu với ai, với những ai. Ví dụ ở đây, nếu mà muốn nói là tôi muốn đi rạp chiếu phim với những người bạn của tôi, thì tôi sẽ nói, thì mình sẽ nói là I want to go to the cinema with my friends. I want to go to the cinema with my friends. Vậy nếu mà mình muốn nói là tôi muốn đi chơi công viên đúng không, với những người bạn, thì mình sẽ nói như thế nào? Mình sẽ nói I want to go to the park with my friends. I want to go to the park with my friends. Đây mình có gia đình đúng không? Family. Nếu mà mình muốn đi đâu đó với gia đình thì mình sẽ dùng cấu trúc là, ví dụ tôi muốn đi cà phê với gia đình của tôi, mình sẽ nói là I want to go to the cafe with my family. I want to go to the cafe with my family. Tiếp đến, mình muốn đi siêu thị với gia đình là I want to go to the supermarket with my friends. I want to go to the supermarket with my family. Đó, hôm nay mình đã hoàn thiện bài học rồi, các con về nhà mình ôn lại từ và sau đó là trả bài tập cho cô nhá.